Thì ông cảm giác như thế nào gọi là về cái tiệc trò chơi của chúng ta hồi xưa so với thời nay? Tại vì thời nay có thêm cái vé đó. Đúng rồi, cho nhiều môn vào, ví dụ như là hóa học, H2O. À đẹp á, nhưng mà câu ba cá đầu khó quá. À, chắc là không có đâu, với lại anh nghĩ là không nên. Cái thú cưng lớn á, cửa vàng á thì cái đó hơi tốn. Nhưng là hồi xưa nó rẻ hơn rồi. Dạo gần đây là game rất là lát nha, vô game không được luôn, bị văng nữa. Tình trạng game ngày càng tệ, game thì hút máu, đồ thì xấu, sẽ không còn một ai chơi con game này nữa. Liệu đó có phải là sự thật? Sabrika lại là mình BD các bạn ơi. Trời ơi, các bạn có nghe mình nói những cái từ nữa không? Là đó là những từ những người đã từng chơi Play Together, các bạn đã nói được những cái từ đó. Thì mình có cảm giác như nó một cái gì nó khá là tiêu cực các bạn à. Mặc dù mình ở trong tựa game này là trong những ngày đầu tiên mà con game đã nổi luôn tới bây giờ luôn các bạn à. Nhưng mà mình cũng có cảm nhận được đôi phần là những cái vấn đề các bạn đang gọi là đang trải qua, mà cũng như là đang gọi là có một cái góc nhìn gì đó mà nó tiêu cực về cái này thì mình cũng cảm nhận được. Ngày hôm nay mình quyết mình lên cái content này để mình đi hỏi các idol, đặc biệt là những thành viên trong bộ team, để xem thử họ cảm nhận như thế nào, họ thích ở điểm nào và họ ghét ở điểm nào, bạn như là tiệc trò chơi hoặc là cái vé nè, hoặc là những cái tính năng cập nhật, hoặc là một cái gì đó các bạn à, để xem thử họ có những cái đánh giá như thế nào nha. Ok thì bây giờ mình sẽ đi từ những người đầu tiên nha các bạn ơi. Mà các bạn đừng quên để lại một like, một subscribe ủng hộ mình nha. Ồ you em đang làm gì vậy? Em đang nói chuyện với bạn này nè, chuyện là bạn ấy nhận ra em luôn, coi phim đắm luôn, cute quá vậy. Ơi dễ thương vậy, bạn quất cute thôi chịu rồi. Thôi nói chung là chào bạn ấy cái đi, đi ra đây anh hỏi này cái chuyện gấp đó nè. Dương Dương, bây giờ anh sẽ phỏng vấn em nha, tại giờ nãy giờ phỏng vấn mấy người trong đêm nhiều lắm rồi. Bây giờ em nói chung là gần cuối cùng luôn rồi đó. Rồi sao? Đúng, tại vì những người nào mà cụ bắp á cho nên mình để cuối cùng. Anh ơi ý là giờ em đi về nha anh. Nó chơi thôi chứ. Thôi sắp đôi dép em đi về liền luôn á. Thôi năn nỉ à. Thì bây giờ thì anh sẽ nói em về cái chủ đề đó chứ, chủ đề hấp đường, tại vì em còn đi học đó. Thì bây giờ cho anh hỏi đi, em cảm giác như thế nào về ngôi trường của chúng ta từ lúc game mới ra cho tới hiện tại? Em cảm thấy là game cho ra khá là nhiều map mới, chơi rất là vui. Tức là trong tương lai nếu mà cho thêm nhiều map nó thì càng tốt. Tức là mấy cái trò chơi trong trường học đúng không? Đúng. Tức là gọi là hiện tại là kiểu như lâu quá rồi trường học chúng ta chưa update thêm, thì em muốn là gọi là trong tương lai họ update thêm đúng không? Đúng rồi, cho nhiều môn vào, ví dụ như là hóa học H2O cộng C2O ra cái gì đó đó. Chuyên hóa hay sao mà nói chuyện dữ vậy ta? Thì em chỉ có nói cộng vào chứ em có biết nó ra cái gì đâu. Nói chung cũng hợp lý à, thêm mấy mini game hợp lý luôn. Nhưng mà còn về gọi là các phòng học thì sao, em có cần thêm các phòng học mới hay là cái gì nó khác không? Em rất cần game nó cho cái chế độ là mình có thể chọn phòng mình bay qua luôn, chứ mình chạy rất là mỏi chân nên còn không cho dùng phương tiện nữa. Này cũng hợp lý các bạn à, thiết thật. Ủa anh Hòa anh đang làm gì vậy? Vậy đang tập sự cứu quả. Mắc gì anh xịt tôi trời, chịu rồi. Anh Hòa đánh ông ra hỏi đèn cái nè. Thì nãy giờ em hỏi các thành viên trong công ty mới hỏi hết rồi. Anh là người gọi là gần như là cuối cùng đó, cho em hỏi nha. Là anh em thấy là anh là thường là làm những cái nhiệm vụ, làm video hướng dẫn mọi người làm nhiệm vụ sự kiện này nọ đúng không? Đúng rồi. Cho nên ngày nay em hỏi tí là anh cảm thấy như thế nào về các sự kiện, nhiệm vụ, sự kiện mà hồi xưa so với bây giờ nó khác nhau như thế nào? Hồi xưa thì thấy nhiệm vụ nó khó làm hơn mà nay thì dễ hơn. Kiểu như là họ có mấy cái hướng dẫn kỹ hơn đúng không? Đúng rồi. Nhưng còn về phần quà sao, anh cảm thấy như thế nào? Quà tặng thì anh thấy hồi đó nó đẹp hơn giờ. Lâu quá không nhớ cái chứ. 2000 years later. Ông ấy tôi lâu quá tôi không nhớ cái tên đó, anh ghép cái gì vô tôi được không vậy? Chúc tất cả các bạn thí sinh một sức khỏe thật tốt và tràn đầy năng lượng để thực hiện bài dự thi của mình cực kỳ là tốt luôn nha. Cố lên. Okay. Trong sự kiện nhiệm vụ nè, có cái bộ đồ gì mà đâu để bật lại đây nè, phần quà cuối cùng có cái gì mà đồng phục thương gia cáo nè, anh thấy cái bộ nó đẹp không? Đẹp á, nhưng mà câu ban cá đầu khó quá. Từ tối chưa được con nào. Đúng rồi các bạn nha. Cái đợt này thì nhiệm vụ sự kiện nó khó quá các bạn nha. Tôi làm không được đâu, chịu rồi các bạn nha. Trong tương lai anh chỉ muốn là game sẽ ra thêm một cái game gì đó gọi là quái vật rượt đuổi để cho anh chạy. Mà sao anh phải luyện tập chạy đuổi gì ghê ạ? Mốt ai quýnh chạy vậy? Vậy lỡ Dương Dương quýnh sao? Vậy Dương Dương quýnh cái anh chạy không? Mới lên tiếng là nghe mà tại chạy. Ơi anh Toàn ơi, anh Toàn gì vậy chạy? Anh đang làm gì vậy? Đang bắt ếch. Có con nào không? Có nè. Đâu ếch trời ghê vậy em ăn. Thôi sẽ sẵn tiện anh bắt ếch thì cho em hỏi vấn đề luôn nè. Anh là lại đây em nói nghe nè. Trời ơi công chị ông tới ông quậy tay gì thôi chịu rồi. Thì anh cảm thấy như thế nào về gọi là cái chức năng côn trùng cũng như là mấy loại côn trùng của chúng ta là trước chứ hồi xưa đó, lúc mới ra so với bây giờ nó có thay đổi gì nhiều không? Rồi nói mà về trước với sau thì anh thấy game càng ngày càng ra nhiều con mới thì cũng hợp lý, cũng hay á, nhiều con cũng khá là đẹp. Mà nếu như đi có vụ mà sau này chúng ta bắt được một loài côn trùng mà nó hiếm hiếm tí á, bán được kim cương thì anh nghĩ sao vậy về cái chức năng đó? Cũng hay, nhưng mà anh nghĩ là chắc là không có đâu, với lại anh nghĩ là không nên. Ví dụ mà ra chức năng bắt mà côn trùng bán được kim cương đi thì anh nghĩ em cái con đó là cũng phải hiếm dữ lắm luôn, mà em bắt dữ bán dữ lắm, chứ anh nghĩ bán dữ lắm chắc 3 kim cương rồi. Tại kìa kiếm khi nào mới có kim cương nhiều được. Nói chung là đại khái là anh nghĩ là vẫn giữ theo cái form bây giờ là hợp lý đúng không? Đúng rồi. Thầy thấy vậy mong muốn anh trong tương lai nó sẽ gọi là về cái côn trùng này anh muốn cái gì nè? Sẽ ra nhiều côn trùng mới hơn, không riêng về côn trùng nha. Ví dụ như mình bắt trong game mình có thể đi
bắt gắn rồi chẳng hạn hả? Ghê vậy? Ủa trời ơi. Hello nhí baby. Ủa gì vậy? Ủa đang ôm con gì đẹp vậy? Con cáo trắng nhưng mới mở được luôn á. Ghê không? Ê, cái con này hiếm không? À không, hiếm lắm. Nhưng mà nó đẹp nha, đẹp thiệt á. Ê, không mấy giờ sẵn tiện nhí đang cầm con bé đúng không? Vậy ngồi xuống đây đi, bé đi nói cho nghe nè. Thì nhí cảm thấy như thế nào gọi là về bé hồi xưa so với bé hồi nay? Thật ra thì mỗi cái cũng có một cái hay riêng. Hồi xưa thì bé mua bằng kim cương, không có phải tốn vàng như bây giờ. Bây giờ ví dụ như update lên tốn cái thú cưng lớn cửa vàng thì cái đó hơi tốn. Ví dụ như mấy bạn nhỏ làm gì mà có tiền nạp mua vàng, mấy bạn muốn cưỡi cũng không được. Nên là bây giờ cũng cái đó ra cũng hay á. Nhưng mà ví dụ như mà thay đổi vàng thành lại kim cương đi thì nó sẽ hay hơn. Nếu nói vậy thì thôi bây giờ Nhí nói mong muốn đi, hy vọng cái gọi là bé trong tương lai nó sẽ như thế nào. Hy vọng bé trong tương lai sẽ ra thêm con bé Bundle mà nhỏ xíu. Đúng rồi, chó đúng không? Đúng. Con chó đó rất là dễ thương mà. Kiểu là nó nhỏ xíu á, nó không có bự. Ôi, cậu Xuân ơi, cậu Xuân. Ủa? Ai vậy, bé đi hả? Tôi nè. Trời ơi, đâu đây, tôi đang đi xả hơi xíu, làm gì mà kêu dữ vậy? Thì ông cảm giác như thế nào gọi là về cái tiệc trò chơi của chúng ta hồi xưa so với thời nay? Tại vì thời nay có thêm cái vé đó, thì ông cảm thấy như thế nào? Với người chơi thông thường, qua một cái thời gian mà trải nghiệm vé đợt vừa rồi á, thì nó cũng gọi là không thiếu lắm nha. Đúng là nếu như mà mình chơi liên tục nhiều á thì nó sẽ thiếu. Nhiều lắm á thì tôi sẽ tích vài hôm á để tôi chơi một hôm, ví dụ như tôi live chẳng hạn, tôi thấy là nó vẫn đủ. Nếu như mà nói đến vấn đề tiệc game thì tôi nghĩ là ảnh hưởng nhiều nhất là mấy bạn cày top thôi, còn sau khi mà tôi trải nghiệm thì tôi thấy nó cũng không quá đáng lắm. Nhưng mà tôi nghĩ có một cái này là ông nên nghĩ vô, đó chính là bây giờ cái phần quà, cái phần thưởng có những cái mức hạn như là ngôi sao đấy, ngôi sao top tiệc này nọ, tôi nghĩ là thêm mấy cái mức đăng đó. Tôi nghĩ là gọi là tạo ra cho game mà có một cái gì đó mà nó kiểu như mình cày quá trời cày mình phải được một cái gì đó, thì này họ cho những cái tính năng đó ra, tôi thấy cái đó là lợi nhất đó. Nếu như mà như bây giờ thì tôi thấy là cứ cập nhật map liên tục như thế này là tôi thấy là rất là hay rồi. Tại vì là sau một cái hồi mà không có map mới á mà nó cập nhật như thế này là tôi thấy rất là thích rồi. Nếu như tương lai thì nó cứ cập nhật tiếp tục như thế này là ok. Còn về cái quay lại cái vé một xíu nha, thì tôi mong là cái thời gian của vé nó sẽ giảm hơn một xíu, sẽ hồi nhanh hơn để người chơi có thể tích cái vé nhanh hơn chứ không bị chờ đợi nó lâu quá, là tôi nghĩ là trong tương lai nó sẽ ok hơn. Ok. Ô bay. Sao? Bibi nghĩ như thế nào về trang phục ngày nay và trang phục hồi xưa, nó có điểm gì khác nhau nhiều không? Về cách ra trang phục cũng như là cái thiết kế này nó có khác nhau nhiều không Bibi? Về trang phục á thì Bibi thấy là bây giờ trang phục có sự đầu tư và đẹp hơn. Họ có cho phép người chơi thiết kế luôn á, cho nên là đôi khi chắc là nhờ yếu tố đó mang tính nhiều cái mà nó gần gũi hơn. Nhưng mà nói về cái giá tiền thì sao Bibi? Cảm thấy như hồi xưa với bây giờ giá tiền cái nào rẻ hơn? Nhưng là hồi xưa nó rẻ hơn rồi. Hồi xưa bán toàn là tiền sao với kim cương mà bây giờ toàn là nạp không à. Tôi là tôi nghèo nhất bộ team này, hiện tại là bộ đồ tôi thích nhất á, tôi chưa có mua được nó kìa. Hay là lát nữa tôi đá cái ID qua cái ai đó nạp được không? What the hell? Nghe lâu lâu game cũng có những trang phục bằng kim cương mà tại vì hơi lâu lâu thôi. Đúng các bạn à. Với lại tần suất ra trang phục bây giờ nó nhiều hơn hồi xưa đúng không Bibi? Đúng rồi. Thật ra mình thấy là tùy gu của các bạn á. Nếu như mà các bạn thích trang phục đẹp thì các bạn có thể bỏ tiền ra mà mua. Còn không thì các bạn giống như mình nè, thích nhưng mà mình đâu có mua đâu, mình cày sự kiện mình lấy đồ đẹp. Đó. Ok nha các bạn ơi. Nói chung giờ cũng có rất nhiều sự lựa chọn cho chúng ta. Thì nói chung là đẹp các bạn. Nói chung là xưa nay là đều có một cái gì đó riêng. Mèo ơi mèo ơi mèo anh đây nè. Sao anh lâu vậy? Trời ơi, ủa mà em đang đứng làm gì vậy? Em đang đứng đợi người yêu. Em thấy anh có ngớt gì xịn không? Không thèm. Thôi đây đây nói nè, đây nè hỏi cái nè. Thôi nãy giờ là anh đi vòng vòng anh hỏi rất là nhiều người rồi. Thì em là người như là gần cuối cùng đó. Thì bây giờ anh sẽ hỏi em một câu mà nó cũng là chung luôn. Em sẵn sàng chưa? Sẵn sàng mà hỏi gì đây? Em có yêu anh không? Gì vậy? Chị có yêu không? Em yêu anh nhất. Yêu em nhất thì nói đùa cho chứ không phải câu hỏi chính nha. What the hell? Em cảm thấy như thế nào về cái tình trạng game của ta, kiểu như khi em vô game em cảm thấy như thế nào và em cần gọi là hồi xưa so với hiện nay nó khác nhau như thế nào đó, và em mong muốn gì thay đổi trong tương lai? Hay đầu tiên là về xưa và nay đi. Thì em thấy là cũng bình thường à, tại vì hồi xưa với hồi nay thì em chơi game này rất là vui luôn, rất là mực mè, rất là bình thường luôn. Nhưng mà có nhiều bạn fan của em nói là dạo gần đây là game rất là lag nha, vô game không được luôn, bị văng nữa. Không biết là các bạn fan của anh có vậy không? Có, thì anh nghĩ đây là tình trạng chung em mà. Thì theo như anh biết nha, nó bị lát do này là do thiết bị ha, kiểu như là càng ngày càng cập nhật mà nó càng nặng thì mình phải có những thiết bị mà nó ok một tí, nó mạnh thêm một tí, thì đã đâm ra mình sẽ chơi mượt. Mà đặc biệt là các bạn nào chơi iPhone á thì sẽ mượt, lúc nào cũng mượt, còn các bạn chơi Android thì máy xịn mới mượt thôi, còn mấy máy cùi cùi thì có thể là nói chung là phải hơi lát một tí, đúng không? Đúng rồi nè, nói chung là thiết bị là phải ok một tí thì mới chơi được á mọi người, với lại là mạng phải mạnh nữa nha. Nhưng mà bây giờ anh hỏi nè, bây giờ lỡ mấy bạn không có tiền nhiều không thể mua điện thoại mới, mà bây giờ máy cứ bị lát, thì bây giờ mình có những cách
cách nào mà mình cho nó đỡ lag hơn tí được không? Em nghĩ là bây giờ chắc là không có đâu, phải nhờ vào game rồi, chứ mình cũng đâu còn cách nào đâu, đúng không nè? Không, anh nghĩ là có một số cách như sau nè. Cái cách này nó chỉ giảm một chút thôi nha. Đó chính là gọi là theo anh nha, thì các bạn không nên gọi là chơi vào những cái map mà nhiều người, ví dụ như Plaza cũng như là khu trung tâm cũng như là khu nghỉ dưỡng. Thì các bạn muốn mượt á thì các bạn nên về cái khu vực nhà hoặc là camping, thì hai khu vực này nó sẽ mượt nhất. Cái thứ hai là các bạn hãy kiểu như là đừng có vừa sạc thì chơi, cái máy nó nóng á, đâm ra nó lag lắm các bạn. Cũng như là các bạn hãy chơi theo kiểu trong tình trạng mà full pin nè, đó, gọi là điện thoại nó mát rượi nè. Thì đâm ra là đó là những cái cách mà các bạn có thể giúp mình đỡ lag. Và đặc biệt nè, các bạn có thể bấm cái điện thoại vô cái setting nè các bạn. Các bạn thấy tốc độ khung hình không? Thì các bạn cứ để gọi là nó cao nhất, tại vì khi các bạn để cao nhất là nó mượt nhất. Còn chứ mà các bạn để thấp á thì nó lag nhất các bạn à. Đó, để cao nhất. Còn cái chất lượng đồ họa các bạn để thấp nhất nè, thì đâm ra là chúng ta sẽ vừa mượt nhưng mà sẽ chơi hơi mờn tí thôi. Đó. Thì đó là các cách mà sẽ giúp các bạn mà nó chơi mượt hơn đó. Rồi anh đang phỏng vấn em hay là anh phỏng vấn anh vậy? À, tại vì anh hỏi em những cái câu mà kiểu như em chưa trả lời được á, cho nên anh trả lời giùm. Hôm nay em là học sinh đó, bây giờ là em phải đi đi hẹn hò với crush em đây. Bye bye. Ở đây bạn. Crush em là bé gì?